Anh chị em thân mến, và bây giờ là cái bục bàn thờ thứ hai, tức là bục bàn thờ Đức Mẹ. Và chúng ta thấy đã bắt đầu đưa xuống xe và đưa từ ngoài cửa nhà thờ vào bên trong. Đã đưa được cái bục thứ hai lên xe nâng. Thưa anh chị em, tôi đề nghị khắc một câu lời Chúa trên cái bục tượng của Đức Mẹ, tượng bàn thờ Đức Mẹ. Đó là lời của Chúa Giêsu trước khi người tắt thở trên thánh giá: đây là mẹ của con. Tức là lời Chúa Giêsu trăng tối thánh Gioan cho Đức Mẹ: đây là mẹ của con. Tin mừng Gioan đoạn 19 câu 27. Trước khi Chúa Giêsu tắt thở trên thánh giá, Chúa đã trối Đức Mẹ cho thánh Gioan và trối thánh Gioan làm con của Đức Mẹ. Hội thánh nhìn nhận với lời này, Đức Mẹ trở thành không chỉ là người mẹ thật của thánh Gioan tông đồ, mà còn là người mẹ của tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta là những người con trong tay Đức Mẹ. Chúng ta tin tưởng Đức Mẹ luôn yêu chúng ta như yêu chính Chúa Giêsu. Đức Mẹ luôn che chở, giữ gìn, bảo vệ và cầu nguyện cho chúng ta như Đức Mẹ đã từng ở bên cạnh Chúa Giêsu con của mẹ vậy. Nhất là những lúc chúng ta gặp phải thánh giá, gặp phải trắc trở trong cuộc đời của mình, chắc chắn bàn tay của Đức Mẹ dẫn đưa chúng ta, bàn tay của Đức Mẹ dắt dìu, che chở chúng ta. Đức Mẹ luôn ở bên chúng ta tin như thế, như chính Đức Mẹ đã ở bên Chúa Giêsu trong giờ cuối cùng và chứng kiến cho đến cùng cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá. Chúa Giêsu, người con của Đức Mẹ, và chúng ta cũng là những người con của Đức Mẹ trong Chúa Giêsu. Đây là mẹ của con, niềm xác tín của mỗi chúng ta, tình yêu của mỗi chúng ta và tất cả lòng mến mà chúng ta có được để dành cho Đức Trinh Nữ Maria, tin tưởng phó dâng mình cho Đức Mẹ. Chúng ta xin Đức Mẹ tiếp tục phù trợ, chở che, yêu thương, nâng đỡ chúng ta. Xin người con của Đức Mẹ Chúa Giêsu Kitô tiếp tục ban muôn ơn lành và che chở chúng ta như chính người cũng đã yêu thương dành cho Đức Mẹ tất cả những vị trí lớn lao, thì xin cho chúng ta đoàn con của Đức Mẹ như chính Chúa vậy cũng được Chúa yêu thương đón nhận trong tình yêu của người. Tôi lại tiếp tục tạm chào anh chị em và xin anh chị em tiếp tục theo dõi ở video clip tiếp theo nha.